nói năng nên luyện luôn luôn, lời nói lưu loát luyện luôn lúc này, lẽ nào nói đúng lung lai. Ủa đó là một câu luôn hả? Là bốn câu nó có vần luôn á. Nói làm à. Đó là bốn câu đó là một vần được đó. Khó. Anh thấy hình như anh thấy hơi lộn lộn. Đúng rồi, anh mới lộn lộn nha. Lộn lộn mà. Còn chơi tôi. Tôi chắc luôn rồi. Bạch chơi tôi chắc luôn rồi. Chứ tôi thấy nãy giờ có mình tôi loạn à. Ủa có hứng gì nữa? Do cho nó mềm nè. Giống cái cáo vậy. Miền Nam không biết ăn trái này. Không biết, chưa giải luôn. Trái mùi quân hả? Giống trái sung ha. Giống trái sung thì giống trái chung cá. Cái xương tay này đó. Xuống đây là ăn cắp trái cây ăn. Nói gì nữa. Đừng có ăn cái vỏ nha. Cái trong ngọt lắm. Thiệt không? Bye bye bye. Thanh bình. Ê, chặt trái dừa cho Rick coi. Phát là yes. Khổ lắm mọi người ơi. Dưới đây hả? Anh Giang anh bắt đi làm đủ thứ chuyện hết. Cực lắm. Chặt một cái buồng dừa. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Rít ơi. Thôi bây giờ nằm chờ chủ nhà dắt mình đi chơi. Chị ngủ rồi. Come on baby. Anh Giang vô coi Rít nè. Sao vậy? Rít làm gì bị gì hả? Nó cởi đồ nó nằm trên giường nó đợi em. Trời ơi. Thằng này. Chết cha, phát hái dừa bị non rồi. Gì vậy? Gì vậy? Phá nhà tôi nữa. Biết chặt dừa chưa? Wow. Không biết chặt dừa hả? Coi anh lớn chặt đi nè. Đó. Tôi xuống đây mấy ngày tôi biết chặt rồi đó. Ủa vậy hả? Không, hồi xưa quay món ăn phải lăn vào bếp là anh Giang chặt dừa cho ăn rồi. Là từ đó giờ vẫn chưa biết chặt luôn. Chưa. Bởi vậy lại đứng nhìn đi. Ý. Cảm ơn anh Giang. Hấp đi. Được không? Oh my god. Ok không? Ngon. Ngon không? Bỏ miếng muối vô nữa. Nani? À, bỏ miếng muối vô nữa. Ăn vô cho cậu. Để mà dễ sợ. Đã. Ngon quá nha. Thì thấy không? Thì thấy không? Rồi, cái cơm ngon nữa. Dẫn. Vậy thôi đó. Ăn uống gì nữa? Hả? Ừ. Chứ nãy giờ thua thử hết rồi đúng không anh? Ừ. Alo. Đã lắm á, dừa ở đây là vợ tôi ghiền lắm á. Bữa mất anh nữa chặt hai quầy đem về. Đó không? Ok không? Ngon. Ngon không? Ok, vậy là cái dừa này ok đó, mình ngủ đi. Ủa? Mình đưa nó test trước. Cái gì chắc anh rồi? Dừa này cũng ngon mà. Anh Giang uống không? Không, anh uống trà đá thôi. Đâu, để coi nó chặt thôi, nãy giờ nó nói quá anh Giang. Giỡn hoài. Tôi về đây là tôi hả? Bàn tay năm ngon. Nhóc quá, có hung. Thôi. Giờ mình làm gì đi anh Giang? Thôi để anh chặt cho, có gì đâu mà. Nó.
Vậy quảng cáo rồi vậy? Hả? Quảng cáo nói biết chặt đồ này kia. Có. Mình biết. Mình biết ảnh thương đàn em. Mình phải dạy. Trái này ngon. Trái này nó cứng cứng rồi nó đậm. Anh lớn tuổi để làm hiểu không? À. Mình nhỏ mình nhìn thôi. Anh vừa chặt vừa nghĩ ngăn. Phát là. Khổ lắm, ở dưới đây khổ lắm. Anh Giang nó làm áp lực lắm. Ừ, trời. Nè. Quá đã. Anh uống đi. Rồi, anh uống rồi. Uống đi Phan. Cho anh miếng chứ. Cái ly được chờ đựng đủ nha. Nửa thôi, anh lấy nửa trái thôi chứ anh lấy nguyên trái. Đó, à, quá. Anh nửa trái. Uống đi. Uống đi chứ. Trời. Ừ. Hấp dẫn lắm. Ê, cái vừa này không ổn rồi. Giờ, vừa này không ổn. Giờ nó mới phát tác nè. Cái này phải khoảng tầm một tuần nữa sẽ còn ngon ngon nữa. Ừ. Ăn nó sẽ ngọt hơn anh. Ừ, cái vị chua nó mất luôn. Dạ. Đâu là ngon lắm rồi. Làm quảng cáo thử coi. Ví dụ như mà uống vô mà trúng độc thì sao? Uống vô mà... Ủa, quảng cáo mà sao uống vô trúng độc? Quảng cáo độc tố à? Đúng rồi. Kính thưa các bạn, đây là trái dừa ở dưới nhà anh Giang. Dừa này là dừa Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trái dừa này chúng ta đừng nên uống. Bởi vì đây là một trái dừa độc. Mà trái dừa độc này dành cho mấy đứa mặt cọc cọc như Lê Dương Bảo Lâm. Bây giờ không nhắc đến chữ độc làm sao cho người ta biết trong đây có độc. Làm sao? Quảng cáo. Vậy hả? Bẹo hình bẹo dạng không? Bẹo dạng nhanh lắm. Hư hết rồi nha. Chỗ này ăn gì ta? À, canh chua hay gì đấy á? Dạ giờ cơm á chứ anh nói em từ đầu rồi. Cơm này mê canh. Cơm quê, phải cơm quê thôi. Canh chua, thịt kho, vịt đồ. Xuống đây phải ăn cái gì đặc sản chứ sao thích ăn cơm vậy? Đặc sản hả? Đây có mì ý không anh? Có. Sao bữa trả lời tôi khác? bữa nói là xuống đây là bắt buộc là phải bắt anh Giang nấu cơm cho ăn. Cái em hỏi tại sao vậy? Nói bị gián quan trên Sài Gòn bán mắc quá. Đâu có ăn được, xuống đây phải kêu anh nấu cho ăn. Nghiệp quá. Ngủ trưa em sướng. Hồi nãy kêu là để cho em quay liên tục đi, liên tục đi. À, hả? Cái mood của em là phải giống như 2 ngày 1 đêm hành trình rực rỡ đồ. Đó, em phải muốn quay liên tục. Giờ ngất liệm luôn. Gọi nãy giờ không dậy luôn. Ôi là trời. Dậy đi! Ai nói xấu em ở trong mơ, em ác xỉu. Nói xấu cái gì? Dậy đi kìa, tội nghiệp vì anh kìa, tăng huyết áp nữa kìa. Vì anh đã bị tăng huyết áp rồi mà hả? Em tới anh mời quay mà em ăn rồi em ngủ ngon là anh không chịu quay cho người anh gì á. Em thấy sáng giờ dựng là 2-3 tập rồi đó. Tập cuối không hả? Thôi đi. Không ngủ được. Người em ngáy quá. Bây giờ muốn mát không? Nhảy xuống hồ bơi đi. Đi bơi thôi. Vừa là ngày vua. Hay vua hay nắng nổi hay mưa dầm. Ủa gì tiểu phẩm hoài vậy? Ôi là trời. Sao? Anh mời tới đây quay chứ đâu phải tới đây nghỉ dưỡng đâu mà nó ngủ. Em gọi không dậy là không dậy. Ở nhà thì mất ngủ. Mà trước đây ngủ. Ok quá. Thực ra ở nhà không phải là mất ngủ đâu mà do áp lực gia đình. Áp lực gia đình phải không anh? Đúng rồi, gia đình có nhiều việc quá. Ở đây giống như cái chỗ mà người ta sợ vợ á. Dĩa. Dĩa tốt quá hả? Xin dĩa miếng cái bên đi. Cái gì vậy anh? Em mà gan dạ nhất ở đây á. Sao vậy? Hello, it's me. Anh lặng, áo lộn con hả? Sợ quá. Bắt lại. Không, đến rồi đây, đến rồi đây thôi. Trời ơi, cứu tôi. Mắt tới đây, mắt lại. Thôi. Anh chị nó chết ra nãy giờ, hồi sáng giờ tôi buồn là buồn vụ này á. Rít. Tội nghiệp ghê. Hả? Rồi, ấy đi em chụp cho. Tới đây ngồi. Thôi. Ấy đi. Em phải vượt qua đi. Ghê em quá. Vượt qua con này là vợ ừ. Em là em không sợ nữa. Mà sao không chết vậy ta? Ghê lắm. Có lý do chứ. Nó có bệnh á, nhiều khi trái gió trở trời. Bệnh nền. Bệnh nền. Anh nói chuyện nhìn quen đi vậy.
Nó chết khô rồi kìa. Ê, nhẹ nhẹ. Ê, còn sống. À, không phải, nó còn sống. Nó bị kẹt cái gì đó, tức là giải thoát. Lấy cái đồ hứng ở dưới. Coi chừng nó rớt xuống một cái nó chết á, từ từ anh Tức. Ê, nó còn sống. Trời ơi, nãy giờ người ta nói. Trời ơi, con ơi, con bị kẹt cái chân đó không? Thằng là lộn tắc kè bị kẹt chân. Tội nghiệp quá, giải thoát đi Tấn ơi. Cứu em Tấn ơi. Để em xíu. Cứu được không? Lấy cái thang á. Không, gỡ ra là được à. Con, nghe ba. Bám cái này rồi đi xuống. Anh cứu được không? Nó bị kẹt á Tấn ơi. Cứu cái chân á, anh lấy cái chân á. Lấy cái chân thôi. Phát đẩy vô, phát đẩy vô. Tội nghiệp quá à. Cứ để cho nó bám vô, cứ để cho nó bám vô. Nhưng mà nó kẹt cái chân sao ra. Em lít em để lên lại cái gỗ cho nó bò đi. Con bị thương gì không tội nghiệp vậy? Lên con lại. Con này lão quá ta. Chắc kèm á. Leo lên con. Không, nó đuổi đừng ngại nó nữa. Không, cái chân nó bây giờ bò hết được rồi. Có hữu rồi không? Có hữu rồi làm cứu nó được liền à. Nó có ớt liền, nó có lợi liền. Khùng quá Tuấn ơi. Tội đó lắm, đưa lên lại đi Phát. Anh Tuấn cầm đi. Rồi. Không được em. Không cầm, được. Cầm bỏ lên. Thôi, ghê còn, lắm. Còn không cho nó bò đây đâu được rồi. Ê, nó quảng. Đưa nó lên đi Phát. Nó sợ. Ghê quá. Đây. Không phải, nó yếu quá rồi, nó bám không được đâu, cứ để kể đi anh cho nó nghỉ ngơi đi. Giờ để lên nó té xuống đó anh ơi. Sao quậy? Mình coi giống như con bét ở nhà đi. Thôi bét gì. Không, bỏ lên giờ nó té nữa đó. Bây giờ để góc này thôi được rồi. Ờ, nó bị kẹp đứt cái chân ngón chân bên đây nè anh ơi. Đây nè. Quậy đâu mà cái chân nó vậy ông ơi. Nó như mình năm ngón mà. Rách thịt luôn nè. Ừ, rách cái chân rồi. Ôi, vậy mấy ông nội ơi, con người ta trong thời kỳ lột da nó yếu. Nè. Nó lột da nè. Nó đái luôn rồi. Dạ, đúng rồi. Không, nó té đái luôn. Coi chừng đè cái chân nó đó. Cái chân hả? Rách cái chân nó rồi kìa anh thấy. Trời ơi, anh chọt cái cây vô anh Tuấn. Không phải, nó đang lột da. Vậy thì đưa nó đi ra đâu đi? Đào cái lỗ đi. Ui. Dị rượu ê. Đây. Trời ác quá à. Bây giờ vậy nè. Nó lột da nè. Nè. Thôi bây giờ vậy nè, Thấy không? Vậy nè, Tấn. Trong bếp có cái ở dưới có cái hệ củi á, để vô trong đó. À. Đi. Rồi lỡ chị lụ chị chị cầm lộn. Nó đang lột da nè, anh thấy không? Biết rồi. À. Bây giờ anh bấm đuôi là em nuốt liền á. Một đêm duy nhất. Đi cho nó nghỉ ngơi tội nghiệp. Anh sợ. Anh cũng có một nét sợ. Vậy nãy giờ kêu em chụp. Thì ra tưởng mệt bệnh. Nãy kêu em chụp. Chậm đi. Nè nè. Anh một xị thôi. Ủi mà. Nó tội lắm, tội rồi. Ôi ghê quá anh Tấn ơi. Lẹ đi. Đẹp quá. Tội nói. Mệt lắm đúng không? Đi về thôi sợ quá rồi. Phát lo bà đi Phát.